Anh sư phụ hỏi mới giờ nói chuyện với anh Sơn Thành, hỏi bữa nay đông quá, ông nói vui không sao. Nói con có gì mong mời ông. Ông nói nãy đem hình vô mẹ có thấy ngón cái mẹ đi rồi. Nhưng mà hiện giờ chư thiên đang từ đầu tới cuối rồi, chư thiên ở đây đầy với mình á, mấy cái bức tường này mấy vị đang ấy vang đứng trong bức tường đồng đó, nhất là bên đó mà chư thiên thì họ có muốn người phàm của mình hôi hám ô trượt dính cho họ, rồi họ thụ hỏi cái trôm người đó là người nói không sao. Ví dụ nói ngày mai đám đệ tử con họ Thiên này lên núi thì ngày dạy là mình đi theo từ tóp, đừng có đi theo kiểu như là một con rồng phải không, tại cái núi thì ngày mai nó trơn trượt thì người nào có sức đi, không có sức thì ngài nói á, nếu mà tin ở trên đó quá đó, cha mẹ đây cũng giống nhau, ổng nói vậy thôi nha, thì người nào lại đây không cần lại trên núi, nhất là lớn tuổi, người nào muốn lên lại trên đó thì đi hai ba người thôi, đừng có đi theo kiểu ông rồng thì nó sẽ làm náo động người ta, đó là không dạy gì. Người nào gọn gọn đi lẹ, còn người nào mà đi chậm cà phê, người nào trên 300 pháo thì lại đây cũng giống nhau. Tự vì do mình tội lỗi nhiều với mình mê tín nhiều thôi, chứ đây cũng giống nhau. Ổng nói vậy mà, trên kia cũng giống nhau. Tại khi mình đã có mặt ở đây là cha đã chứng hết rồi. Có hiểu không? Khi mình đã bước vô đỉnh Thiên Long Sơn là xong rồi đó. Mà ngày mai là cũng lại, nhưng mà không có nhất thiết là cà lết lên chởn. Cái bác này không có cái vé lên chở nào lại đây đi. Đệ tử này ở thiệt mà. Lại đây cũng giống nhau mà. Trời ơi, lên đó mà trời xuống cái chắc cả tiếng chắc mình cũng chết. Người ta mình nhìn lên thấy cái thùng phi mà lăn tự trên núi. Tại phải chặt chân mặt lăn cũng bự. Bự con kiểu này mà lên núi đâu được. Lại nói nó chàm không sợ té. Đây cũng có cha nè, sám hối ăn được miễn là đúng cái ngày là ok hả? Cái ngày đó giống như cái ngày cha xó vậy đó. Tại làm việc trên trời cũng có ngày có giờ, cũng có agenda, cũng có lịch trình nha, không phải muốn bữa nào cũng bữa. Ví dụ đang hội họp cho mấy cái trái đất kia, mấy thành tinh kia, tự nhiên cái mình sám hối thì mình interrupt cha sao bữa nào cha cho là bữa đó. Bữa nào interview là interview, bữa nào phát lương là ảnh lương, đúng không? Vậy ngày mùng 9 nếu tụi con ở nơi khác mà không có về được á sư phụ, vậy ở ngày mùng 9 sư phụ thì tụi con ở nơi khác mà nếu là trường hợp không về kịp á ở đây á thì có thể nào lại cha được không anh sư phụ? Ở Thiên Long Cung của mà con ở bển á là cũng giống nhau, giống như bữa ăn cúng mà ở bển con ăn Tết. Tết ở bển mấy đứa mình đúng không? Nhưng mà sư phụ ngồi đây thì mấy vị nói có mặt ở đây lúc mà con khấn mà. Cha đâu cũng vậy thà. Ở trên trời hàng tỷ ánh sáng xa xẹt xuống, chỉ cần nhích cho anh chấm chấm nửa độ thôi là về San Jose hoặc là về Houston rồi. Đâu có sai gì đâu. Thì mẹ bển cũng giống nhau, nhưng mà hai cái tượng đồng với bộ quần áo mà trên làm nó cũng sắp sửa về bển, cho nên bển cũng sẽ giống như đây thôi, chứ không phải là cái miếng tranh của con vẫn để đó, vẫn để sau lưng cũng giống như ngoài viện Mi Thao vậy đó. Mình có tượng đồng ở bên đó cũng bằng y chang, cũng giống kiểu này, cái khuôn mà giống vậy mà cũng có cái hình cũng để như vậy. Phải có tượng á, nó cái điểm nó vô nhiều, điểm của cha mỗi ngày mình lấy cha bỏ điểm rồi đó.
chùa bo là hải tượng nằm bỏ bệnh, thì thắng ở bệnh cũng được. Hôm nay mình về thì tốt, để mình giao duyên mình gặp, gặp đông nữa. Ví dụ hỏi ông là ở đây có ai chuột gì không? Tà vậy. Chứ mấy mắt của mấy sầu kêu của sư phụ đâu có nhìn thấu được. Cái gì nói là có mấy người tới mới vô để mà thám thính học hỏi, nhưng kể cho học học hỏi. Mới sao lọt ở đây được ta. Sư phụ cho con hỏi là người bình thường, người Việt Nam mình á, thì rất là thích trồng trọt làm nông, thì bản thân con cũng rất là thích trồng cây, thì có cái tình huống là khi mà mình đi ra mình đào đất làm đồ đó, thì mình vô tình mình giết hại cái sinh vật ở dưới lòng đất. Thì ví dụ con mỗi lần con làm, ví dụ khi mà con đào đất lên con thấy cái ổ kiến á, hoặc là có sinh vật dưới đó, thì khi mà lỡ có sát hại thì con cũng Nam Mô Di Đà Phật, rồi con cũng đi vào, con để cho đàn kiến nó đi, rồi con mới quay ra con đào tiếp. Thì con cũng biết là mỗi ngày mình xuống trước khi xuống giường mình đọc câu chú, nhưng mà cái tình huống mà ví dụ mình đã lỡ sát sinh như vậy á, thì là mình làm sao để mà mình vừa muốn trồng trọt trồng cây để có hoa trái, rồi làm nông của nông dân mình chẳng hạn, thì làm sao làm cho đúng và làm sao để cho cái mình vẫn làm nông được nhưng mà mình không bị phạm tội sát sanh. Thì bởi vì thưa là người duy nhất dạy tất cả các con họ thiên khác hơn cả triệu cái chùa, cả mấy triệu ông thầy, mình phải đọc cái câu tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, như ư túc hạ tán thì hình nguyện như tức thời sanh tình độ. Khi mình nói câu đó là không biết không có tội, đúng không? Mày có tán thì hình, mày có nát như tương, tao cũng không có ý là được rồi. Đó là nhà nông, tại vì con không có làm nghề khác được, đúng không? Thì mình không thấy nó, nhưng mà ngược lại mình mà thấy nó, mình cái tâm mình muốn giết nó để cho hả hê nó cắn mình đau á, mình đập nó gì đó là khác ha. Hai khác nhau. Cũng giống như một người Phật nói sáng ăn tối dục ra, nhưng mà mấy ông thầy á, thời nay á, Phật có trong nó có dạy để nó tự nhiên, miễn mình cái đầu của mình đừng dùng cái đó để mà mình si mê mình vui thì là mình không có tội. Thì những con vật cũng vậy, mình hồi hướng cho nó. Chứ tại sao sư phụ đi Phú Quốc hồi năm 2014-15 đọc chú giảng sanh có ba biến mà sáng lên nó nguyên một cái biển, mấy con hải sâm nó chết hết, mấy con những cái vùng trong vùng đó nó chết hết. Hồi đó sát sanh nó đậu, nó mừng á, nó giảng sanh. Rồi 500 con vịt cũng vậy, trong cái 513 câu có kể là thiệt, vừa đọc xong đứng lên là nẻ nẻo đi liền, mừng quá. Thái tử cho tôi giảng sanh, thầy tôi bắt đầu thai làm bố 9-10 kiếp mấy con thú nữa tôi mới được làm người. Hãy con nào gặp sư phụ là đều giảng sanh hết. Giảng sanh có nghĩa là gì? Nó lên lớp chứ không có nghĩa là đi thành Phật. Còn nếu như người cũ quyền của mình chết, mấy thầy đọc cầu siêu giảng sanh, tức là cầu qua khỏi địa ngục, chứ làm gì được về trời. Mấy ổng lo mấy ổng không xong thì làm sao mà mấy ổng làm cho người ta về trời được. Về trời nó cũng giống như một người có chức sắc ở cõi này, có một thị trưởng mới release một cái tù nhân ra được. Còn mấy ổng là đang ở tù thì mấy ổng làm sao mà giúp tù. Mấy ổng đang nghèo không có tiền, mấy ổng đi xin tiền bá tánh thì làm gì mấy ổng có công đức mà để đi cứu người. Chỉ là hình thức thôi, biết không? Mấy thầy hồi nay vô chùa hay là community service đọc kinh rồi chỉ là hình thức thôi, không ông nào có lực gì trơn á. Cái hộ mới đưa người giảng sanh thiệt nè, hộ có kể rồi đó, trên mạng nhiều rồi đó. Phụ đưa hoài gì? Núi này phụ đưa rất nhiều người.
Gặp sư phụ là nhờ hát rồng cổng là đi thôi. Mọi người phải có cái công đức, có chức sắc. Đưa sư phụ, đưa hết mấy gia đình sư phụ đi về trời. Trời nào? Trời này nè, Tứ Thiên Dương, có trường này học, có lên trên học đi. Hồ đưa ông anh hồ đi rồi ổng hứa là 50 năm sau ổng quay trở lại. Tại vì trở thọng khóa rồi muốn xuống đây học cho lẹ đó là phải xuống đây. Xuống đây giống như học tóc ký vậy đó, là mình đang đây là tóc ký nè. Học ở trên kia là học tàn tàn, sức mấy mà đậu, khó đậu lắm. Nó không có thử thách lấy gì đâu đậu. Giờ con đi tập tạ mà con không có để mấy cái cục sắt nặng vô, con cứ để hai cây sắt vợ tới vợ lui, biết chừng nào con mới có mới sợ. Xuống đây á, vợ nó nặng mấy trăm ký, con vợ nó từ từ con mới sợ, chửi nó dằn vặt rồi phải đi cày đồ này nọ đó là lên mấy sồ là chỗ đó. Trên trời tiên đâu có hung dữ đâu, thế gian người mới hung dữ đúng không? Mình trên đó khó tù lắm. Làm ơn ở đây đi một đời này. Mình có ngu cỡ nào á, đừng có ngu hơn rùa. Bạn rùa mà nó đụng với gỗ mục á, nó là khôn nhất á. Mà nước trôi bốn bề mà nó ở dưới đáy biển mà lặn lên mà đụng á, là mình mang thân người còn khó hơn là con rùa đó. Đừng ngu hơn đó.